Chân dung cán bộ, hội viên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục chân dung cán bộ, hội viên kỳ này, tạp chí xin được gửi tới quý vị và các bạn bài Một cán bộ hội tâm huyết vì cộng đồng người khiếm thị của tác giả Trần Minh Quân, Hội Người Mù quận Thanh Xuân. Bài dự thi trong cuộc thi viết về điển hình dân vận khéo năm 2020. Để làm tốt công tác tổ chức hội, không những đòi hỏi người thực hiện, triển khai phải có kiến thức, kỹ năng mà còn có sự nhiệt tình và lòng tâm huyết. Anh Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội Người Mù quận Thanh Xuân là một trong những tấm gương cán bộ như vậy. Trong suốt 8 năm, dù trên cương vị một cán bộ hội hay nhà báo, các chương trình hoạt động dành cho người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng do anh khởi xướng và tổ chức đều vận động, thu hút được rất nhiều người tham gia. Từ các cán bộ, hội viên, hội người mù đến các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, qua đó góp phần không nhỏ giúp những người khiếm thị tự tin hòa nhập với xã hội. Khi chứng kiến những đám cưới tập thể ở bên ngoài xã hội, anh Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1982, Chủ tịch Hội Người Mù quận Thanh Xuân, luôn ấp ủ, ấn tượng với những câu chuyện đặc biệt, với những con người đặc biệt. Anh tự nhủ, sẽ phải làm điều gì đó để hiện thực hóa mơ ước của người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, là tổ chức đám cưới tập thể. Rồi một ngày, ước mơ đó đã thành hiện thực nhờ những mạnh thường quân cùng những người bạn của anh. Hiện thực hóa ước mơ của những người đồng tật. Những ngày cuối năm 2019, hàng nghìn người dân thủ đô thực sự xúc động khi chứng kiến đám cưới tập thể dành cho 21 cặp vợ chồng khiếm thị với chủ đề Hạnh phúc của bạn, niềm vui của chúng tôi. Chương trình đám cưới tập thể tạo điều kiện cho những người khiếm thị, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được cảm xúc sống trong ngày cưới hạnh phúc, ghi dấu kỷ niệm, đồng thời có động lực để vun đắp hạnh phúc gia đình. Lần đầu tiên trong bộ trang phục cô dâu, chú rể, họ bước vào giấc mơ có thật mà trước giờ chưa dám nghĩ đến. Đó được xem là một câu chuyện của những gia vị hạnh phúc đầy đủ, trọn vẹn theo một cách riêng. Lễ cưới được tổ chức văn minh, trang trọng, lan tỏa đầy sự yêu thương. Đây cũng là điều ấp ủ bấy lâu nay của anh Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội Người Mù quận Thanh Xuân. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chàng trai Nguyễn Tiến Thành sớm bén duyên với nghề báo dù tốt nghiệp ngành kinh tế. Sau 8 năm đam mê và cống hiến với tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại, năm 2010, mắt Thành bị bệnh tăng nhãn áp, glaucom, không rõ nguyên nhân. Ban đầu, Thành và gia đình chỉ nghĩ bị cận thị, kiên trì đi chữa sẽ khỏi dần. Vừa chữa, vừa đi làm báo. Nhưng về sau, càng mổ nhiều, thị lực càng kém. Đồng thời, bác sĩ cũng cho biết bệnh này nguy hiểm, mất thị lực, khó cứu lại được, bị hỏng đáy mắt và dây thần kinh. Khi nghe kết luận của bác sĩ, tôi thấy mọi thứ trước mắt bỗng dưng tối sầm lại. Tôi cảm thấy bế tắc, suy sụp tinh thần khi biết rằng mình hỏng mắt sẽ là mất tất cả. Anh Thành nhớ lại, tạm dừng công việc khi đáy mắt về không. Gần một năm, anh Thành ở nhà cùng gia đình âm thầm tìm cách cứu chữa. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu, anh lại nhận được sự tuyệt vọng bấy nhiêu. Nhưng rồi anh lại nghĩ, mình không thể sống mãi thế này được. Mình phải vươn lên, phải sống, phải lao động. Niềm tin, ánh sáng, quyết tâm đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, sự động viên của gia đình. Tháng 2 năm 2012, anh Thành tham gia Hội Người Mù quận Thanh Xuân, học chữ nổi, học vi tính dành cho người khiếm thị. Trở lại làm báo, anh Thành tiếp tục công việc tại tạp chí Thương Trường, đồng thời
trở thành cộng tác viên của chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh VOV Giao thông cũng như rất nhiều tờ báo khác tại thủ đô. Thời gian này, anh đã có những bài viết về những người cùng cảnh ngộ, biết vươn lên trong cuộc sống, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Tác phẩm Chàng trai khiếm thị và những ý tưởng kinh doanh đặc biệt của anh đã được thành phố Hà Nội trao giải 3 cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2016. Trong quá trình công tác tại Hội Người Mù quận Thanh Xuân, anh đã phối hợp cùng các thành viên trong ban chấp hành tổ chức nhiều hoạt động, phong trào dành cho người khiếm thị trên địa bàn quận. Từ năm 2013 đến 2019, trong các dịp lễ Tết, anh đã liên hệ vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao quà, trao học bổng, trợ cấp cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những bạn trẻ là học sinh, sinh viên khiếm thị nhằm giúp các hội viên vượt qua thách thức của cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng xã hội. Anh đã cùng cán bộ Hội Người Mù tổ chức các hoạt động trong những ngày kỷ niệm như ngày thành lập Hội Người Mù quận Thanh Xuân, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày truyền thống của Hội Người Mù 17 tháng 4, ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4. Đặc biệt, với mục tiêu là nâng cao kiến thức, kỹ năng trong học tập, lao động cho các hội viên, anh đã mời những diễn giả, báo cáo viên về tổ chức hội, chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống, cách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người khiếm thị, những kỹ năng hướng nghiệp, học tập cho các bạn trẻ. Không chỉ vậy, anh đã kết hợp với ban chấp hành hội mời giáo viên dạy yoga về hướng dẫn những bài tập giữ gìn sức khỏe được các hội viên hưởng ứng và tham gia rất nhiệt tình. Qua những hoạt động ý nghĩa này, phong trào của Hội Người Mù quận Thanh Xuân được nâng cao và ngày càng phát triển. Từ năm 2018, xuất phát từ ý tưởng của anh, Hội Người Mù quận Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên kết hợp với các tổ chức thiện nguyện, tổ chức chương trình Gia đình của tôi. Đây là nơi để những người khiếm thị thể hiện khả năng của mình trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, chăm sóc, nuôi dạy con cái, giữ lửa yêu thương. Cùng với hàng triệu gia đình trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, gia đình của những người khiếm thị là hội viên Hội Người Mù quận Thanh Xuân đã và đang gắng sức từng ngày để vượt qua những khó khăn, thách thức của cuộc sống. Những người khiếm thị luôn nỗ lực tiếp cận những thông tin, kiến thức trong cuộc sống thông qua những phương pháp riêng, đặc thù của mình để hòa nhập với xã hội. Anh Thành chia sẻ, tháng 5 2019, anh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người Mù quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2019-2024. Anh mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa giúp đỡ cho những người khiếm thị, gia đình người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, từ đó thay đổi nhận thức, xóa bỏ rào cản giữa những người không khuyết tật với người khuyết tật. Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ hội với cương vị là một nhà báo, công tác tại chuyên mục Nhân ái, tạp chí Thương trường, anh Thành luôn đi và đưa tin. Anh Thành luôn đi sâu và đưa tin, viết bài tuyên truyền về tổ chức hội, người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng tới cộng đồng xã hội. Từ những bài báo này, nhiều tấm gương người tốt việc tốt được phát hiện, lan tỏa và tuyên dương cấp thành phố cũng như cấp tổ chức hội cơ sở. Không chỉ vậy, với những kiến thức về báo chí, anh được Hội Người Mù thành phố Hà Nội mời làm giáo viên hướng dẫn các hội viên về cách viết tin bài trên các loại hình báo chí. Đồng thời, bằng các mối quan hệ, khi đi tác nghiệp báo chí, anh đã mời các doanh nghiệp kết hợp với Hội Người Mù thành phố Hà Nội, Hội Người Mù quận Thanh Xuân tổ chức các chuyến đi trao quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mời các mạnh thường quân tài trợ cho liên hoan tiếng hát từ trái tim lần thứ 5 năm 2016, tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Người Mù quận Thanh Xuân,
Festival Niềm Tin và Ánh Sáng. Trong mùa dịch bệnh COVID-19, không quản ngại khó khăn, anh đã kêu gọi vận động các cá nhân, tổ chức thiện nguyện có các hoạt động hỗ trợ người khiếm thị quận Thanh Xuân, tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp cách phòng chống dịch bệnh. Hàng trăm chiếc khẩu trang, chai nước súc họng, cồn rửa tay được trao đến tận tay các hội viên. Đặc biệt, trong 2 tháng 3 và 4 năm 2020, được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân, anh cùng các thành viên trong ban chấp hành thực hiện chương trình trao tặng 1 tấn rau sạch cho các hội viên cao tuổi và có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tuần lễ vì người khiếm thị chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, xây dựng chuỗi video các bài tập thể dục thể thao dành riêng cho người khiếm thị, được cộng đồng xã hội ghi nhận và đánh giá rất cao. Chính những hoạt động thiết thực và ý nghĩa này góp phần nâng cao tinh thần, thể chất, giúp người khiếm thị quận Thanh Xuân vững tin vượt qua mùa đại dịch. Được cộng đồng xã hội ghi nhận và đánh giá rất cao, chính những hoạt động thiết thực và ý nghĩa này góp phần nâng cao tinh thần, thể chất, giúp người khiếm thị quận Thanh Xuân vững tin vượt qua mùa dịch bệnh. Với các hoạt động trong phong trào tổ chức hội và trong hoạt động báo chí, anh đã được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, giấy khen của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, Hội Người Mù thành phố Hà Nội, Hội Người Mù quận Thanh Xuân. Năm 2019, anh được thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt trong lĩnh vực báo chí. Năm 2016, bài viết về chữ Braille, chữ nổi của anh là một trong 5 bài trong toàn quốc được Hội Người Mù Việt Nam gửi đi dự thi cấp khu vực châu Á-Thái Bình Dương